huấn luyện viên Trussi áp dụng điều chưa từng có trong tiền lệ với U22. Huấn luyện viên Philip Trussi đã làm điều chưa từng có tại trong các lần U22 hoặc U23 Việt Nam tham dự SEA Games trước đây. Khi có các cầu thủ nghỉ tập 2 ngày liên tiếp, ngày 5 tháng 5 là ngày thứ 2 liên tiếp đội tuyển U22 Việt Nam được huấn luyện viên Philip Trussi cho nghỉ tập trên sân, mà chỉ ở khách sạn để tiến hành hồi phục. Trước đó, trong cả ngày 4 tháng 5, U22 Việt Nam cũng không ra sân tập mà chỉ tập gym và hồi phục ở khách sạn nơi đội trú quân. Đây là một điều hiếm thấy trong các lần U22 hoặc U23 Việt Nam tham dự SEA Games trước đây, bởi thông thường các huấn luyện viên trưởng chỉ cho các cầu thủ đá chính nghỉ ngơi hồi phục ở buổi tập sau ngày thi đấu. Còn các cầu thủ dự bị hoặc thi đấu ít vẫn tập luyện như bình thường. Bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo khi còn dẫn dắt U22 Việt Nam ở hai kỳ SEA Games gần nhất là SEA Games 30 và SEA Games 31 cũng hay làm như vậy. Khi chỉ các cầu thủ đá chính hoặc thi đấu nhiều ở ngày hôm trước mới được tập nhẹ mang tính chất thả lỏng ở buổi tập ngày hôm sau. Còn các cầu thủ khác phải thực hiện đầy đủ giáo án huấn luyện và đến buổi tập kế tiếp thì 100% cầu thủ tham dự. Ngoại trừ những người có vấn đề về chấn thương hoặc sức khỏe. Trong khi đó, U22 Việt Nam của huấn luyện viên Trussi đã thi đấu từ ngày 3 tháng 5. Nhưng ông thầy người Pháp vẫn cho các cầu thủ được nghỉ tập để thực hiện hồi phục tại khách sạn trong 2 ngày liên tiếp. Lý giải về quyết định của huấn luyện viên Trussi, một thành viên của U22 Việt Nam cho biết vì ngày 8 tháng 5 U22 Việt Nam mới thi đấu trận thứ 3 ở vòng bảng môn bóng đá nam với U22 Malaysia nên huấn luyện viên Trussi muốn tận dụng quãng nghỉ ngắn ngày này để cho các cầu thủ U22 Việt Nam có sự hồi phục tốt nhất. Hiện tại, U22 Việt Nam đang xếp nhất bảng B sau 2 trận toàn thắng trước U22 Lào 2-0 ngày 30 tháng 4 và U22 Singapore 3-1 ngày 3 tháng 5. Ngày 8 tháng 5, U22 Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ 3 ở vòng bảng với U22 Malaysia vào lúc 19 giờ. Trước khi chạm trán U22 Việt Nam, U22 Malaysia sẽ có trận đấu rất quan trọng với U22 Thái Lan vào lúc 16 giờ ngày 6 tháng 5. Ở trận ra quân diễn ra vào ngày 3 tháng 5, U22 Malaysia đã có chiến thắng với tỷ số 5-1 trước U22 Lào